Sau đây xin mời các bạn cùng xem bạn Phi Long giải du khách nha. Bây giờ là hiện nay là bạn Phi Long đang cháo. Nào, sau đây chuẩn bị đi, chuẩn bị xong thì hô, chuẩn bị xong. Bắt đầu giây thứ 30. Bây giờ chuẩn bị xong thì báo. Đến giây thứ 30 thì bắt đầu nha. 27, 28, 29, 30 bắt đầu. Thank you.
xong lần 3. Từ lúc 2 phút 30 đến 3 phút 41. Thành 1 phút 11 à? Ôi lần này này, lâu hơn à? Như vậy là kỷ lục sau 3 lần giải khối Rubik là bạn Phi Long làm nhanh nhất là 1 phút 04 giây. Các bạn hãy đăng ký kênh và